À, hôm nay mình hướng dẫn các bạn xử lý cái file kích thước lớn và rét sâu rồi nhé. File khá to. Rồi kích thước file là 1m2 x 2m8 này. Lớn quá vậy. Rồi mình xây nó ra đi đã. Rồi. Bách điểu trùng phùng này. Rồi, kích thước lớn nha. Rồi cho sơ thép bằng 6 đi không chạy ra ao mất. Mẫu đấy khá kỹ. Nếu mà đục 7 phân thì mất khá là nhiều dao. Rồi cho nó là 3 20 này. Mẫu đã để âm rồi đúng không? Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái nòng nước, cái phần mà để đút vào hẹp nhé. Tràn form này, make some size này. Rồi mình sẽ cho âm xuống này. No. Đi có việc. Rồi transform Z này. Out memory luôn. Rồi mình sẽ can chân S vào. Bách điểu trùng phùng này. Với cái kích thước này thì rồi với cái kích thước này thì mình sẽ cho nó khoảng 7 hoặc 8 đi. 8 đi. 1m2 8 thì mới chạy nó mới không bị ao được. Rồi để mình kiểm tra xem là rồi. Make some size. Rồi mình sẽ mẫu này nhìn khá là vip. Rồi mình sẽ phá thô này. Phá thô thì nó cũng đơn giản thôi, mình sẽ hướng dẫn chạy tinh. Sợ là nó sẽ lâu và mất thời gian đúng không? Rồi mình sẽ cắt cái này ra làm đôi này. S divide này. Rồi mình chạy tinh luôn nhá. Thì những các cái video trước ấy, các video khác ấy, mình đều hướng dẫn chạy tinh, chạy thô.
Lần này mình sẽ không hướng dẫn phá thô nữa. Trước khi chạy thì mình xây vào này. Rồi. Mình cho 8 vào thì chắc cũng không thể ao ra được. Rồi. Rào này. Ok này. 0.0 5 đi. Dung size của dao nhá. Rồi, 0.25. Thường thì những các cái file mà 7 phân này các bạn đa phần là sửa tay. Mình chạy 0.25 là gọi là bình dân rồi. Thường thì sẽ 0.27 hoặc 0.3. Bởi vì nếu nếu như một mét 2 với cả 2m8 này thì nếu như mình mà chạy thì 7 phân này mình chắc khoảng nửa tháng. Bởi vì thứ nhất là cái khổ nó rộng thì máy họ sẽ không chạy được 1m2. Cái thứ hai nữa là 2m8 thì cái mặt bàn 2m8 thì ít nhất nó cũng phải là dài khoảng 3 mặt bàn khoảng 3m rưỡi thì mới chạy được 2m8. Bởi vì hành trình của nó đi 3m thì cũng rất là khó. Máy 2m6, 2m7 là nhiều lắm rồi, 2m8 thì chắc là phải dịch file thôi. Thì mình hướng dẫn như thế này thì các bạn cũng có thể chia đôi cái file này ra và chạy một nửa một chẳng hạn thế. Ví dụ như là mình chạy 1m4 một 1m4 một chẳng hạn. Tuy nhiên là cái một mặt rộng 1m2 thì các bạn lại phải chia tiếp, chia nhỏ ra 4 lần. Thì cái phần chia nhỏ ra 4 lần này mình sẽ làm cái video khác đặc biệt để làm những các cái bức tranh như thế này. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn cái file này như vậy thôi. Bây giờ thì phải chờ thôi chứ làm thế nào. Các bạn lưu ý theo dõi cái kênh này của mình thì thỉnh thoảng mình sẽ chia sẻ cho các bạn mẫu rất là VIP. Có thể nói là mình có những các cái kho mẫu rất là VIP ở cái gọi là nền CNC Việt Nam. Các bạn theo dõi và các bạn sẽ thấy những các cái mẫu của mình.
Thì tương tự như thế thì cái phần chạy dao sau ấy mình sẽ cho cái bước nó nhanh hơn. Máy này hơi cùi, cùi bắp, cùi bắp. Anh em chịu khó theo dõi kênh của mình thường xuyên là mình sẽ update những các cái mẫu thường xuyên. Mẫu này cũng là một trong những mẫu VIP Bách Điểu Triều Phụng, Triệu Phụng, Bách Điểu Triệu Phụng. Cái tên khá là hay, Phụng. Là những con vật phượng, phụng là phượng, những con vật linh thiêng. Phụng phiếc lại nhớ đến cái hài của Hoài Linh ấy, Gia Cát Lạng với cả Gia Cát Lượng thì wow. Cái này là lỗi này. Chắc cái mẫu này mình phải chia ra làm ba. Rồi. Mình sẽ xây lại và mình sẽ chia ra làm ba. Giả sử nếu như mẫu mà chia ra làm ba ấy mà được thì nó sẽ hợp lý hơn đúng không? Rồi mình sẽ chia cái này ra làm ba. Tất nhiên là chia sẽ giờ mới thấy một cái mẫu là lớn như thế này để chia làm ba nhé. Rồi mình sẽ coi như vẽ một cái hình vuông lại này, edit này, join này, chia làm ba thì nó phức tạp hơn tí. Divide này, nói tóm lại là khi mà mình đã sử dụng được dây rồi thì cái việc chia làm ba thì nó cũng rất là bình thường thôi, không có cái gì là đặc biệt cả. Rồi edit này, close này. Rồi edit close này. Rồi cái này thì edit này, join này. Các bạn check vào cái align này. Rồi. Thì lại tiếp tục close tiếp. Rồi như vậy là file đã chia ra làm 3 rồi. Và làm 3 thì mình làm 3 thì mình Yes. Làm 3 thì mình chắc là sẽ nhanh hơn và chắc chắn là được, nếu mà không thì các bạn tiếp tục chia làm 4. Rồi mình sẽ cho là 0.3 nhé. Toolpath này. Rồi dùng sai 5 luôn. 0.3. File lớn như vậy cơ mà. Mình nghĩ là nó cũng được thôi. Đối với những file kích thước lớn như thế này thì mình cũng đã làm rất là nhiều rồi, mình làm cái cờ võng 3 m, 5 m cơ. Và nó sẽ chia cái file ra làm mười mấy phần. Mười mấy phần ghép với nhau. Nó đòi hỏi thì tính toán rất là kỹ. Và đôi khi thì phải nhờ đến gần chục anh em khênh thì mới khênh được tên dài 5 mét này. Mình đục đến 2 lần. Máy của mình 2 mét 6.
đục đến 2 lần thì mới xong được với cái chiều dài. Khi bạn chia nhỏ cái file ra ấy thì nó sẽ còn có 2.800 thôi, 2.827 dòng lệnh. Mẹ gọi giờ. Rồi, mình sẽ xây nó lại. Tương tự như thế thì các bạn sẽ chạy giao các phần còn lại nha. Nếu mà mình mà không chia được 3 phần thì mình chia 4 phần nha.